Nay Bùi Nhưỡng xin hướng dẫn thầy cô cũng như là mọi người sử dụng một cái phần mềm quản lý phòng tin học phiên bản mới nhất ngày hôm nay, đó chính là ngày 22 tháng 4. Phiên bản mới này mình thêm rất nhiều các tùy chọn, ví dụ như là chúng ta có thể điều khiển màn hình học sinh từ xa bằng các cái lệnh chúng ta tự nhập trên máy giáo viên. Ví dụ như chúng ta muốn nhập lệnh tắt phần mềm hay là lệnh mở một phần mềm bất kỳ nào đó, chúng ta nhập lệnh từ trên máy của giáo viên, thay vì chúng ta phải những cái lệnh được mặc định sẵn thì đây lệnh này hoàn toàn chúng ta có thể tự nhập được. Đó là phiên bản mới thì có rất nhiều các cải tiến ở phiên bản này, mình đã test trên phòng tin chạy rất là ok. Ví dụ mình sẽ giới thiệu qua một chút. Đây là mình đang test trên hệ thống phần mềm của phòng học tin sáng nay ngày 22 tháng 4. Khi chúng ta khởi động phần mềm lên thì mọi người thấy là nó đang load hệ thống của máy học sinh. Mình để trung bình 3 giây nó load một máy. Chúng ta cứ thế là nếu không có máy nào nổi thì nó cứ 3 giây nó load một máy và nó lại lặp lại để load màn hình. Nhưng mà nếu mà có một máy nổi thì nó mất khoảng thêm 10-15 giây nữa. Thì sau khi nó load xong những máy nào nổi thì nó sẽ đánh dấu là máy đó đang tắt, thì lần sau nó sẽ không load nữa. Đó là cái nhược điểm lớn nhất. Là nhưng mà mình đã khắc phục bằng cách là mình cho chạy một cái bộ quét online. Ở đây mọi người để ý là cái phía bên này, đây là cái IP thực, mình ghi là cái IP thực này. Có nghĩa là ở đây mình dừng lại một chút là cái chỗ đây. Đây là cái IP thực, có nghĩa là những cái máy nào mà có mạng mà chạy được online thì nó sẽ hiện ở trên đây đó. Mình sẽ chạy theo cái online thực này, còn cái IP mà mình nhập từ trước này, tức là phòng mình có bao nhiêu máy, có bao nhiêu IP mình nhập hết vào đây. Ví dụ mình nhập ở trên này là 20 máy, nhưng mà trong quá trình quét thì nó chỉ có 15 máy online thôi, thì nó sẽ chạy 15 máy này thôi để tránh tình trạng những cái máy nổi. Đó, tuy nhiên 15 cái máy online này thì cái phần mềm server của mình thì nó khởi động cùng Windows, nó sẽ chạy luôn. Tuy nhiên vì một lý do nào đó học sinh nó tắt đi, hoặc là mình đã để chế độ học sinh không thể tắt được. Tất nhiên là tất cả các phần mềm đều có thể tắt được hết, nhưng mà phải chuyên sâu thì mới biết cách tắt được. Đấy, chỉ một lý do duy nhất là có thể là một lý do nào đó mà học sinh tắt hoặc như nào. Còn nếu mà phần mềm không bị tắt và nó chạy trên cái online IP thực này thì nó sẽ tránh được cái tình trạng coi như là một cái máy nổi. Đấy là thực ra thì nó chỉ cái lúc ban đầu nếu gặp một cái máy nổi thì nó sẽ chạy mất khoảng 10-15 giây thì nó sẽ phát hiện ra nổi, thì nó đánh dấu là máy tắt thì nó sẽ không chạy nữa, thì nó chỉ mất mấy cái phút đầu, mấy cái một vài giây chục ban đầu thôi, còn sau đó là nó sẽ chạy ổn định. Đó, ví dụ như đây mọi người thấy hệ thống đang chạy, mình có thể nháy đúp để xem những cái máy học sinh nào đang làm việc như thế nào. Ngoài cái việc mình để cho nó chạy theo thời gian thực là 3 giây một máy thì mình có thể mở để xem hoặc điều khiển hoặc chia sẻ màn hình của học sinh. Mình ví dụ như mình đang mở đây thì mình chỉ việc nháy đúp vào thì nó sẽ hiện lên những cái máy này các bạn đang làm gì, nếu mình muốn chia sẻ bài vẽ của học sinh. Đây thì mọi người để ý là bởi vì học sinh nó đang vẽ nên là màn hình của nó ít chuyển động. Ví dụ như để mà mình biết được cái màn hình học sinh nó đang chuyển động đều đặn thì mình phải mở video
thì nó mới có hình ảnh động được. Còn hình ảnh học sinh nó vẽ thì nó chỉ là hình ảnh tĩnh thôi, nó đang vẽ thì nó không có sự thay đổi nhiều, chúng ta thỉnh thoảng mới thấy nó nhấp nháy một chút, ví dụ như cái màn hình trên này đang nhấp nháy một chút thôi. Còn khi chúng ta mở lên thì ta biết mình có thể điều khiển màn hình học sinh này. Ví dụ đây học sinh nó cứ mở cái header này lên thì mình có thể đóng cho nó đấy. Đóng cái header lại, đó là cách mình kiểm tra từng máy học sinh. Còn mình cứ để chế độ này thì cũng được, học sinh nó sẽ mình nếu mình có máy chiếu mình soi lên thì học sinh nó sẽ nhìn thấy màn hình của nó, xem nó đang vẽ ở đoạn nào hay là các bạn mình đang làm gì, thì sẽ khắc phục được cái tình trạng là học sinh nó làm sai việc mình yêu cầu. Bây giờ mình sẽ khóa màn hình lại, mình demo thử, ấn vào đây khóa, chọn giết để đồng ý. Thì mọi người thấy là chúng ta để ý một lúc là trên thực tế thì màn hình của học sinh đã bị khóa, đây mọi người để ý này đã bị khóa rồi đấy, nhưng mà trên màn hình này nó đang hiện dần thôi. Đây hai cái, bởi vì nó 3 giây nó mới đến một máy thì nó sẽ đấy. Bây giờ mình phóng to mình thấy mọi người các cái màn hình này đã bị khóa hết rồi đúng không? Nha. Học sinh nó đang nhao nhao lên khi bị khóa. Ví dụ đây chẳng hạn. Thì mình để tạm thời cái nền trắng này là mình khóa khóa lại thôi. Thì học sinh sẽ không làm gì được. Ví dụ như em này đang cố ấn. Thì nếu mà chúng ta ấn vào cái phím Windows thì nó chỉ hiện lên cái màn hình của Windows ở đây thôi. Còn chúng ta cũng không không thể thao tác được trên các cái phần mềm được nữa. Không thể thao tác được. Ví dụ như một số em này em mới đang đang cố gắng thao tác. Đây, ví dụ bạn này ấn phím Windows, bạn này ấn phím Windows thì nó lên cái bảng Windows này thôi, nhưng mà sờ nó lại ẩn xuống dưới mất, chúng ta không thể thao tác được cái gì nữa. Đấy, ví dụ là mình ấn thử vào phím Windows này, nó chỉ lên cái bảng này thôi, nó sẽ không chọn một cái ứng dụng nào đó, nó không thể vượt qua được cái màn hình cản này, màn hình đã bị phủ kín này. Đó là tính năng khóa màn hình để khi mà mình cần nhắc nhở một vấn đề gì đó để học sinh nó dừng. Và học sinh này cố tình để tắt đi xem mở lại có được không. Học sinh này cố tình đang đang mở, còn những bạn bên này không, mình đang đi test thử xem là có cái máy nào là mà học sinh mở được không. Bởi vì cái hệ thống máy thì nó đôi khi nó có những cái nó vẫn đấy, ví dụ bạn này là tắt đi, đừng nghĩ là tắt đi mở lại là được được, nhưng mà nó học sinh nó không hiểu nhỉ, tắt cái màn hình mở lại thì sao mà được, thì đấy tắt thì nó sẽ không hiện lên được đúng nhỉ. Học sinh cố tình tắt nhưng mà gọi là cố tình tắt đi hoặc là ấn chuột đấy nhỉ. Rồi đây là các màn hình đã khóa, đây là học sinh nó chỉ ấn nút phím Windows nó sẽ hiện như thế này thôi nhưng không thể thao tác được, không thao tác được, nó hiện lên gọi là nó nổi lên trên thôi, chỉ là cái bảng Windows này nó ưu tiên thôi. Bây giờ mình sẽ nhập lệnh để mình mở màn hình lên. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhập lệnh mình mở màn hình, nhập lệnh số 2, sau đó mình gửi đi. Màn hình của học sinh đã được mở thôi nhé. Và bây giờ là màn hình nó lại trở lại bình thường, học sinh lại thao tác được. Bây giờ mình sẽ dùng một cái lệnh, đó là lệnh lấy màn hình giáo viên, tức là học sinh lấy là màn hình giáo viên. Mình gửi cái lệnh số 11. Ở đây thì vẫn là phiên bản cũ, tí mình sẽ hướng dẫn cái phiên bản mới nhất bây giờ. Đấy, sau khi mình gửi xong lệnh này, đấy, đây nó ghi là đã thực hiện xong.
thì tất cả màn hình học sinh mọi người thấy là nó đã hiện lên đây, học sinh lấy cái màn hình của mình để xuống này này, thì bởi vì mình màn hình giáo viên là đang chiếu cái phần mềm này, vì vậy trên màn hình học sinh nó cũng chiếu lên, tức là học màn hình của học sinh đang lấy màn hình của mình đấy, nên là đây là màn hình của mình đây này. Còn nếu mình khi giảng bài thì mình sẽ đóng cái phần mềm này xuống, thì nó sẽ là cái màn hình mà mình cần hướng dẫn học sinh thay cho cái việc máy chiếu nhỉ. Bây giờ mình sẽ bật to cái webcam này đi để mọi người nhìn. Mình sẽ bật to lên đây. Đây chính là màn hình học sinh bây giờ giống màn hình của mình. Ở giữa cái lúc mình đang chia sẻ màn hình thì lại trống hết giờ nên là học sinh phải lên lớp. Có bạn mà đang nhìn cái camera xong lại thấy mình ở dưới này đang đang thấy hiếu động một chút nhé, tại vì mà đây là màn hình của mình đang chia sẻ xuống nên học sinh thấy cái camera thấy mình ở trong đó nhé, như là đang thể hiện là sapphire một chút nhé. Đó là tính năng chia sẻ màn hình. Bây giờ mình sẽ demo cái phiên bản mới nhất bây giờ. Phiên bản mới nhất đây mình sẽ ở đây mình demo ở nhà, nó chỉ có 3 máy thôi nhé. Cái máy này mình đang tắt. Tắt cái màn hình này nó một chút. Rồi mình vừa lại tắt cái máy thì có cái máy kia mình nhờ mình đóng thì mình mở lại. Bây giờ mình sẽ mở lại cái đây mình có 3 màn hình, mình sẽ loát được 3 màn hình luôn. Thì cái tính năng mới ở đây mình hướng dẫn nó phiên bản này mới hoàn toàn. Ở trên đây mình ghi các cái lệnh. Ở đây lệnh này mình vẫn chưa ghi đủ, có nghĩa là có cái điểm khác ở đây là mình muốn tắt phần nào thì mình sẽ nhập tên phần mềm đó vào đây. Ví dụ giờ mình muốn mở một phần mềm Chrome chẳng hạn, hay là Paint, hay là Word. Ví dụ mình muốn mở Chrome đi thì mình sẽ gõ vào đây. Mọi người để ý lệnh lệnh mở ở đây là ngoài những cái lệnh mà đã được lập lập trình sẵn, ví dụ như là một khóa màn hình, hai mở màn hình, ba đổi nền, bốn đóng Chrome, 5 đóng bút cốc, 6 mở pen, 7 đóng pen, 8 mở Word, 9 tắt máy, 10 khởi động, 11 lấy màn hình giáo viên, 12 đóng màn hình giáo viên, 13 đóng một vài ứng dụng thông thường, tức là mình lập trình sẵn để đóng những phần mềm nào những phần mềm cơ bản học sinh hay dùng, thì cái lệnh 13 này nó sẽ đóng tất cả những phần mềm. Ví dụ như là đây, ví dụ như tất cả những phần mềm như là PowerPoint, Excel đây, đã được đây mình chưa ghi rõ đây đây, ví dụ như PowerPoint, Word, Excel, Logo, phần mềm nhanh tay nhanh mắt, phần mềm chọn chọn nhạc, những phần mềm nào mà hay cài trên máy học sinh thì mình nếu mà dùng lệnh 13 này thì nó sẽ khóa đóng hết, để trước khi tắt mình có thể đóng cái
lệnh số 13, hoặc là mình sẽ sử dụng chạy lệnh 13 tự động, sau đó mới tắt phần mềm. Thì nó cái việc tắt phần mềm trên máy học sinh, ví dụ học sinh nó đang nằm rở công việc mà nó chưa new, đúng không, tất cả các trang buộc hoặc là cái phần mềm vẽ nào đó nó chưa new, mà nếu mà mình tắt máy thì nó cứ hỏi là có new không, rất mất thời gian. Thì ở đây mình dùng cái lệnh tắt để cho nó tắt tất cả các phần mềm nó đi, sau đó mình tắt máy thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mình các cái lệnh từ 1 đến 13 thì mình nó làm mà mình hình dung nó là lệnh gọi là cố định này, lệnh cố định. Còn từ 14, 15 14, 15 có hai cái lệnh đó, thì đó là lệnh tùy chọn. Ví dụ bây giờ lệnh 14 đi, thì mình sẽ gõ ở đây là lệnh 14. Ở đây 14 là mở phần mềm, ở đây mình chưa sửa được cái này. Ví dụ mình muốn mở chôm cho tất cả lớp, mình sẽ gõ vào đây là chôm hoặc là pen đi. Rồi mở pen đi cho nó chôm được, chôm trước đi. Đấy, mình sẽ gõ vào đây là lệnh chôm đi, chôm rồi. Mình gửi tất cả các máy thì nó sẽ mở tất cả các máy này. Bây giờ mình gửi nhá. Ok. Đấy. Mọi người để ý một chút, nó gửi đã xong. Và trên đây cũng bắt đầu cũng đã xuất hiện, đúng không nhỉ? Đấy, ba phần mềm này đã xuất hiện. Bây giờ mình muốn đóng chôm thì mình sẽ gõ lệnh 15. Hoặc là mình gõ lệnh 14, 13 nó cũng đóng. Ở bên lệnh 13 của mình là nó có cả chôm rồi. Thì mình gõ lệnh 15 đi. Thì cái chôm này mình chuyển nó xuống dưới này. Copy hoặc cắt cũng được, chuyển xuống dưới này. À, ô trên là mở, ô dưới là đóng. Thì mình sẽ là ấn vào đây. Mình gõ lệnh 13, 15 và ghi chữ chôm ở đây thì nó sẽ đóng chôm. Còn nếu mình mà ấn lệnh 13 thì nó cũng đóng chôm. Đây mình gửi lệnh 15 này. Để nó đóng tất cả phần mềm chôm nữa. Đấy, đã được đóng. Thì chúng ta để ý trên đây một lúc thì nó mới hiện lên đây được. Ok, đấy, đây là đã xong, đúng không nhỉ? Đó. Bây giờ mình lại làm thao tác lại. Thì mình dùng lệnh 13 nhé. Bây giờ dùng pen đi, cho nó khác đi chút. Thì mình pen thì mình phải gõ đúng, MS pen. Mình dùng gọi cái lệnh nào thì mình gõ đúng tên, ví dụ như là mình gõ MS pen thì nó mới ra được, nếu mà mọi người chỉ gõ mỗi pen thì sẽ không được. Mọi người phải am hiểu về cái mở cái các cái file chạy của phần mềm này. Bây giờ mình sẽ gửi, đây là lệnh số 14. Lệnh 14 thì gõ dòng trên, lệnh 15 thì gõ dòng dưới. Rồi bây giờ mình gửi xem là nó có mở pen không. Và mọi người để ý trên đây. Ok. Chờ chút. Chưa gặp đúng nhỉ? Có cái gì đó nó chưa đúng rồi. MS pen này đúng chưa? Cơ bản là từ pen mình phải gõ đúng. Gửi lại này. Đây, xóa cái này đi xem nó sao nào. À đấy. Được rồi. Do mình vừa mới đặt cái lệnh return khi nó có thông báo thì mình đó, nó đã mở pen rồi đúng không, tất cả các máy. Tí nữa mình sẽ sửa đi. Thực ra là bây giờ mình sẽ dùng không dùng lệnh 15 để đóng pen nữa, mà mình dùng lệnh 13 nhé. Mình gõ 13 vào đây thì nó cũng sẽ đóng được tất cả các cái pen này nè. Gửi này.
đấy, các phần mềm đã đóng, các máy đã đóng. Ở trên đây nó hơi chậm một chút, rất là nhanh. Rồi, đó là lệnh gửi và lệnh sử dụng các cái bây giờ gửi đến một máy thì chúng ta phải nháy chọn vào đây để gửi đến một máy. Ví dụ gửi đến máy nào chúng ta nháy vào đây, nháy vào để cho cái IP nó nhảy xuống dưới này. Ví dụ bây giờ mình chỉ gửi đến một máy là mở tên thôi, tôi gọi đến cái máy máy này đi, gọi máy nào mình nháy vào cái máy đó. Bây giờ tôi đang gửi lệnh số 14, tôi mở phần mềm pen của máy 14, từ ấn vào một máy thôi thì nó sẽ gửi đến một máy. Đấy, nó đã gửi đến rồi này. Đã được máy 14 rồi. Tương tự thế, bây giờ tắt tắt pen thì lại mình có nhiều cách. Một là mình sẽ ở trên cái bảng này, định cố định này, đóng pen là mình ghi là số 7, đúng không nhỉ? Thì mình có thể dùng lệnh 14 và gõ pen ở đây cũng được, và gửi đến một máy thôi, hoặc là gửi tất cả cũng được, không sao cả. Bây giờ sẽ chạy. Rồi, đã gửi. Lệnh 14, à lệnh 14 là mở, mình bị gửi nhầm mất rồi. Đây mình đang đóng thì gửi lệnh 15. Gửi lệnh 15. Gửi này. Đấy, đã tắt rồi đúng không? Mình ấy làm xong mình cũng chưa thuộc lệnh. Rồi, vậy đó là toàn bộ cái phiên bản. Theo mình là nó đạt khoảng 99%. Còn một vài cái phần trăm nữa, ví dụ như là khi mình muốn mở cái máy này, hoặc khi mình muốn mở cái máy này, thì ở trên đây mình đã ghi là máy rồi, tên máy ở chỗ này rồi. Nhưng mà muốn nó hiển thị trên cái chỗ này luôn để mình nhìn cho nó rõ. Đó, hoặc là mình còn một cái điểm nữa, đó là ví dụ khi có một cái máy lỗi, giả dụ như cái máy này lỗi thì nó sẽ ghi chữ tắt ở đây, mà ghi chữ tắt ở đây thì nó sẽ không chạy được nữa. Thì bây giờ mình sẽ làm công tác reset, nháy vào cái IP đó để reset lại. Còn vài cái lỗi nhỏ vặt nữa thôi, gần như là hoàn chỉnh đạt 99% rồi. Vẫn còn một vài lỗi vặt nữa mình sẽ khắc phục sau. Ở phiên bản này khi cài đặt thì nó sẽ hiển thị cái icon ở ngoài này, không như các phiên bản trước. Thì mọi người xem cái phần hướng dẫn ở phiên bản trước, mình hôm nay chỉ hướng dẫn cách sử dụng thôi. Cách cài đặt thì nó hiển thị ở trên trong phần mềm rồi. Rồi cuối cùng chúc mọi người thành công, mình sẽ để link ở dưới.